Mình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại mình đang ở ngã ba Minh Khai. Và trước mặt quý vị và các bạn là tuyến phố Nguyễn Khoái, một tuyến phố luôn đông đúc nhộn nhịp các phương tiện di chuyển. Trước biển đi qua phố Minh Khai để tới phát hiện ra là tuyến phố Minh Khai. Đoạn thì đã phát triển, đã thay đổi rất đẹp. Còn đoạn trước màn hình quý vị và các bạn thì chưa thay đổi quý vị và các bạn. Những hình ảnh trái ngược nhau, những hình ảnh ngày xưa vẫn còn lại trên tuyến phố Minh Khai. Và Việt mời quý vị và các bạn đi cảm nhận cùng Việt. Đoạn này là đoạn cuối của dốc Minh Khai rồi quý vị và các bạn. Đoạn này thì vẫn như ngày xưa. Hồi Việt mới ra thủ đô Hà Nội thì như thế nào bây giờ vẫn còn nguyên những hình ảnh. Và các bạn lần đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông khi Việt xuất bản video về thủ đô Hà Nội. Quý vị là người đầu tiên nhận được những hình ảnh. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên tuyến phố Minh Khai Việt thấy cũng chậm, và rất nhiều cửa hàng thì chưa có người kinh doanh, quý vị và các bạn. Tổng công ty lương thực miền Bắc quý vị và các bạn. Đây. $780 Minh Khai. Chắc chắn những hình ảnh quý cô chú, anh chị và các bạn ngày xưa cũng sẽ biết địa điểm. Tổng công ty lương thực miền Bắc. Rất là lớn. Và trước màn hình quý vị và các bạn là những hình ảnh thay đổi khác hẳn so với ngày xưa. Đây quý vị và các bạn, trước màn hình quý vị và các bạn là đoạn cuối của cây cầu Vĩnh Tuy. Đưa quý vị và các bạn sang tuyến phố Minh Khai. Đoạn Minh Khai ở đoạn này thì mình thấy được quy hoạch rất là đẹp, rộng. Hai bên đường thì các tòa nhà chung cư mọc lên rất nhiều. Một trong những khu căn hộ cao cấp đó là Tham City. Chúc mừng quý vị và các bạn với rất nhiều những tòa nhà cao tầng,
căn hộ cao cấp. Do tuyến đường mới được thay đổi nên là các cây xanh vẫn chưa kịp che bóng mát quý vị và các bạn, cảm giác rất nắng. Và chúc mừng quý vị và các bạn là đường vào Tham City, khu đô thị cao cấp. Còn đường bên kia là đường bên kia là đường quý vị và các bạn lên cầu Vĩnh Tuy. Một con đường và hai hình ảnh trái ngược nhau quý vị và các bạn. Thường Việt hay đi đoạn này thôi, nhưng mà hôm trước Việt có đi lên trên đê Nguyễn Khoái thì Việt mới bảo ô đây cũng là cái đường Minh Khai, nên là hôm nay Việt gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh các căn hộ chung cư ở tòa nhà ở đây thì Sky Garden Việt thấy cũng được trang trí bởi những hàng rào hoa rất đẹp. Trên tuyến phố Minh Khai thì cực kỳ nhộn nhịp các phương tiện di chuyển quý vị và các bạn. Đường Minh Khai ở bên dưới rất là đông các phương tiện di chuyển. Sắp tới thì đường trên cao dành cho ô tô hoàn thành thì sẽ giảm một lượng lớn phương tiện giao thông quý vị và các bạn, nhất là ô tô là sẽ ít đi ở dưới bên dưới hơn. Và chúc mừng quý vị và các bạn là sông Kim Ngưu, ngã tư Tam Trinh Kim Ngưu và Minh Khai. Các cửa hàng kinh doanh ở trên đường phố Minh Khai quý vị và các bạn. Lâu lâu không về thủ đô Hà Nội thì đi trên phố Minh Khai thì
đi tuyến đường Minh Khai thì chắc chắn sẽ không nhận ra những hình ảnh khác hẳn. Ở đoạn này thì phải thấy các cửa hàng mới ra mặt phố, các hoạt động kinh doanh buôn bán cũng chưa nhiều, và các ngôi nhà, các căn nhà ra mặt phố thì phải thấy cũng hầu như nhiều nhà còn chưa xây. Hàng bán cơm thì mình thấy lác đác có khách. Hầu như các cửa hàng còn mới nguyên, quý vị và các bạn, mới xây dựng, mới sửa chữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng trên tuyến đường Minh Khai, cảm nhận một đoạn trên tuyến phố, trên tuyến đường Minh Khai đã thay đổi, và một đoạn thì vẫn còn giữ được nét của ngày xưa. Việt đã tới ngã tư Bạch Mai, Trương Định và Minh Khai rồi. Việt sẽ dừng clip ở đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Bên kia là sang tuyến phố Đại La rồi, quý vị và các bạn. Đoạn này trên tuyến đường trên cao dành cho ô tô vẫn chưa xong, công trình vẫn đang để hoàn thiện. Căn nhà siêu mỏng, quý vị và các bạn, nằm ở hai mặt tiền.